Hello, xin chào các bạn đến với clip của mình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký thi ngành nhà hàng cũng như thực phẩm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vào UC. Sau đó mình sẽ đăng nhập vào trang chủ của nó. Thì trang chủ của nó là có tên là OTAFF. Sau khi các bạn tìm xong thì mình sẽ vào mục đầu tiên nhé. Và nếu các bạn chưa có nick mới ấy, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Còn nếu mà các bạn có nick rồi thì các bạn chỉ vào đăng nhập thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào nick để đăng ký nick mới nhé. Sau khi vào thì mình sẽ bấm Gmail để mình đăng ký nhé. Gmail của các bạn ấy. Bây giờ thì mình sẽ viết Gmail của mình. Sau khi xong thì mình sẽ bấm Social gửi tin nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong cái Gmail kia để mình lấy cái đường link để vào đăng nhập tiếp. Ok, mình sẽ vào trong này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong đường link này. Sau khi vào xong thì mình sẽ điền tất cả thông tin đầy đủ ở trong này nhé. Thì cái này thì mình sẽ, các bạn sẽ bấm theo mình và mình sẽ chọn là Xiaomi Tacite nữa nhé. Rồi sang mục tiếp theo thì các bạn chọn là Gaitocite Masen nhé. Tiếp theo các bạn chọn là Ice. Sau đó thì mình sẽ viết mật khẩu vào. Mật khẩu của mình thì mình sẽ tự điền nhé. Và các bạn viết tiếp thêm một lần nữa. Sau khi các bạn nhập xong thì các bạn nhập vào cái tên, viết in hoa không dấu. Sau khi xong thì dưới này là viết katakana của các bạn nhé. Sau khi các bạn viết xong thì các bạn ghi ngày tháng năm sinh của các bạn. Thì mình ngày 25. Năm tháng 3. Năm 95 này. Sau khi các bạn nhập xong ngày tháng ấy thì các bạn bấm vào giới tính thì mình chọn nam này. Quốc tịch thì mình chọn Việt Nam nhé. Biết tôi nói gì? Đó ta. Đó. Đây biết tôi nói gì nhé. Tôi nói Việt Nam. Và đây là nó bảo là các bạn chọn đăng ký ngành nào thì mình nên chọn cả hai. Chọn cả hai đi. Rồi. Bác sư bộ đội ăn ba. Đây là bắt sự độ của các bạn nhé. Thì các bạn bấm bắt sự độ của các bạn thì cái mã số của hộ chiếu của các bạn thì chỉ dùng được một lần nhé. Nếu mà cho ai đăng nhập mà mình không thể lấy lại được thì mình sẽ không bao giờ thi được nữa. Tránh trường hợp mà các bạn đưa người khác mà người khác không đưa cho bạn ấy. Thì tránh trường hợp kia nhé. Không có là mình sẽ không bao giờ thi được cái ngành này nữa. Và mình sẽ viết cái mã số của hộ chiếu của các bạn nhé. Xong. Sau đó các bạn bấm là thẻ của bạn có hay không thì các bạn bấm có không thì mình bấm có này. Và cái tư cách hiện tại của các bạn là gì? Học sinh hay là thực tập sinh hay là tổ tê đặc định hay là dịch siêu xe? Thì mình là dịch siêu xe nhé. Ok. Rồi dưới này là số điện thoại các bạn ạ. Số điện thoại thì các bạn cứ bấm số điện thoại của công ty hoặc là số điện thoại của các bạn cũng được. Thì mình bấm số điện thoại của công ty chẳng hạn. Xong. Rồi cái tỉnh của bạn đang ở chẳng hạn. Thì mình ở Shizuoka. Thì mình sẽ bấm vào Shizuoka nhé. Trường hợp ở tỉnh này lại bấm vào tỉnh khác nhé.
Xong. Và đến phần hiện tại là phần chụp ảnh. Thì ảnh thì các bạn vào thư viện ảnh nhé. Ảnh thì các bạn nên chọn ảnh mà như kiểu là trong hồ đó có của mình ý, ảnh như nào thì mình sẽ chọn ảnh như thế. Ok, sau khi các bạn chọn ảnh xong ấy thì bạn thì xuống bước tiếp theo. Thì cái này các bạn bấm không luôn nhé, để không luôn đi. Và mục này thì các bạn chọn ý ấy nhé. Không có. Và mục sau này cũng không quan trọng lắm thì các bạn chọn là cái nào cũng được. Thì mình chọn hai mục đầu tiên đi. Rồi cuối cùng thì mình sẽ chọn đồng ý. Đôi si mà sự. Ok. Và mình sẽ bấm vào các cái link comment xác nhận cái màn hình của mình vừa đăng ký xong. Đây. Thì mục này nó sẽ xác nhận lại. Xác nhận lại thêm một lần nữa. Nó bảo vẫn chưa hoàn thành mục đăng ký này. Và bây giờ mình sẽ bấm vào cái tôi đã cử mô xin có mượn để hoàn thành mục đăng ký này. Ok, mình bấm. Và sau khi mình đăng ký xong ấy thì trong vòng 24 giờ thì nó xác nhận cái thông tin tất cả của mình trong cái mục của mình, trong cái mục của cái nick của mình. Thì sau khi nó xác nhận xong thì nó sẽ gửi tin nhắn trong cái Gmail này. Trong khi nó gửi xong ấy thì mình sẽ có thể đăng nhập được. Đây. Thì hiện tại nó đã bảo là bạn đã đăng ký thành công với nick này rồi. Nick để đăng ký thực phẩm. Và sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ đăng nhập vào nhé. Thì cái nick kia thì mình chỉ phụ là còn bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái nick mà đợt trước mình đăng ký nhé. Này. Thì khi mà bạn có nick rồi ấy, thì bạn chỉ việc là đăng nhập vào cái ID là nick Gmail của bạn và mật khẩu của bạn. Sau khi bạn viết xong thì bạn bấm vào login nhé, đăng nhập vào. Thì hiện tại thì vẫn chưa có cái lịch thi năm 2021. Và nếu mà nó có lịch đăng ký thì nó sẽ hiển thị thông báo trên trang chủ của nó. Thì các bạn chú ý nhé, thỉnh thoảng vào trang chủ của nó xem là nó mở lịch đăng ký chưa. Hoặc là các bạn vào cái nhóm nhóm ôn thi tự tê thực phẩm nhé. Thì vào trong này thì các bạn sẽ được mọi người hướng dẫn, cũng như là cái nào các bạn không biết thì các bạn sẽ hỏi mọi người, thì mọi người sẽ tư vấn. Và trong này thì sẽ có tất cả tài liệu ôn thi tự tê thực phẩm cho các bạn xem. Những bạn mà nào mà muốn ăn thi ở cái thi này thì vào đây để học hỏi kinh nghiệm từ các senpai nhé. Và trong này nếu như mà có kỳ thi như đợt trước rồi ấy, thì mình sẽ bấm vào mục này. Đấy. Và trong này thì mình sẽ có mục thay đổi sử dụng lý lịch của các bạn này, rồi đăng ký kỳ thi này. Thì bây giờ thì mình sẽ thử vào cái đăng ký kỳ thi nhé. Hiện tại chưa có nhưng mà mình sẽ vào hướng dẫn cho các bạn luôn. Đấy. Thì ví dụ như vào đây thì nó sẽ có tiếng Việt, tiếng Anh. Thì có hai ngành, ngành thực phẩm và ngành nhà hàng. Phía trên nhà hàng còn dưới này thực phẩm nhé. Thì mình sẽ vào ngành nhà hàng chẳng hạn. Đây, gai số cửa. Thì vào đây thì các bạn sẽ chọn khu vực mà bạn muốn thi. Thì trong này tỉnh mình không có các bạn ạ. Thì ví dụ như chọn ở Hokkaido hay là Kanagawa hay là Aichi-ken thì mình sẽ chọn Osaka chẳng hạn đi. Tokyo chẳng hạn thì mình vào một Tokyo này. Khi vào ấy thì nó sẽ có các địa chỉ và thời gian cho các bạn thi.
Đây, như đợt trước mình đăng ký ngày 25 ở Kanagawa cơ. Còn đây là lịch đăng ký đợt trước mà mọi người đã thi rồi. Thì ở đây thì ví dụ việc nhận đăng ký thi thì đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà có lịch đăng ký thì nó sẽ ghi là chiêu, ý là đang đang nhận sự đăng ký. Và các bạn chú ý thêm một lần đó, thì từng địa điểm, từng khu vực thì nó sẽ giới hạn số lượng người riêng. Ví dụ như ở ngày 23 chẳng hạn, vào ngày 16 giờ, vào 16 giờ 30 thì có nó lấy tầm 50 người thi. Nhưng trong việc đăng ký này có tầm 200 người đăng ký đi, thì máy sẽ tự lọc trong 200 người đấy sẽ chọn ra 50 người để thi trong ngày hôm nay. Đấy, các bạn hãy đăng ký những ngày nào mà ít người ấy, thì cơ hội chọn điểm mà thi thì sẽ cao hơn. Đấy. Và sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ gửi tin nhắn vào cái Gmail kia. Đấy. Gmail của các bạn ấy thì nó bảo là bạn đã đậu hay trượt. Thì đậu hay trượt thì tầm 3 ngày sau thì các bạn xem vào cái mục. Đây, mình thoát ra và xem vào cái mục mà mục You can lịch sử đăng ký đấy. Đây thì vào trong này, đây cái mục đầu tiên đây, you can zoom in là đã thi xong rồi, thì mình may là cái lần đăng ký thứ hai thì mình đã đậu các bạn ạ. Đây đây là phiếu đậu của mình nhé, đây ngày 25 này. Sau khi bạn đậu thì bạn sẽ có cái phiếu này tệp đây, tệp đây đấy. Thì bạn có phiếu đậu như này. Đây là đậu ngành thực phẩm. Và nếu các bạn không đậu thì nó sẽ ghi là Rasmussen là trượt. Đây là trượt trong lần tuyển chọn để mà mình thi ấy. Thì nếu mà trượt thì mình sẽ chờ cái lịch đăng ký thi tiếp theo. Đấy, mình đăng ký ngay lần đầu tiên này. Bị trượt này. Đấy. Xong rồi đăng ký thêm lần 2 bị trượt, nhưng mà mình đăng ký hai ngành, một ngành trong ngành này mình đậu nên là mình đăng ký thi ngày 25 tháng 1 ấy. Và hiện tại mình đã có chứng chỉ thực phẩm rồi đấy. Thì mình vào trong này thì mình có thể biết được là đậu hay không, và nếu bạn đậu ấy thì chờ tầm 5 6 ngày thì nó sẽ có cái phiếu Jukenio, trong đấy nó ghi thời gian địa điểm đầy đủ cho các bạn. Thì đây, sau khi có phiếu thi thì nó sẽ có cái mục tại cơ giới. Thì đây là hình của mình đây. Đấy. Hình của mình đây, phiếu dự thi của các bạn nhé. Các bạn tải về hoặc là để trên màn hình điện thoại. Đi đến hội trường thì đưa cho cái người dự thi xem. Và cái hình ảnh này thì đến hội trường nó sẽ chụp lại thêm một lần nữa. Đây, ví dụ như hình mình như này thôi, nhưng mà đến khi đến hiện trường thì nó lại trực tiếp chụp luôn. Đây. Thì nó lại đến trực tiếp chụp và thành hình như này đấy, thấy chưa? Ok, và video mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Chúc các bạn là có thi sắp tới một kỳ thi tốt và sẽ đạt kết quả cao. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn nào không có file thì hãy bên mình hoặc là vào nhóm tủ tê thực phẩm này tìm tài liệu này, file Việt gửi đấy, thì vào hôm nay thì file mọi người gửi lên rất là nhiều nhé. Đấy. Ok, chúc các bạn thành công.